Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị tới với kênh YouTube của Thế Giới Lọc Nước. Hiện nay xu hướng sử dụng các máy lọc nước theo công nghệ RO được tích hợp thêm cái công nghệ làm nóng và làm lạnh đang ngày càng phổ biến và được nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được một máy lọc nước tích hợp công nghệ nóng lạnh chất lượng để các anh chị lựa chọn? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái dấu hiệu, các cái tiêu chí để nhận biết một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng anh chị nhé. Tiêu chí đầu tiên của một máy lọc nước tích hợp công nghệ nóng lạnh chất lượng đó là nó phải đảm bảo yếu tố về sự an toàn. An toàn ở đây nó gồm các yếu tố sau. Một là an toàn về nguồn gốc xuất xứ. Một sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh chất lượng là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy, phải có giấy tờ rõ ràng. Thì hiện nay thì các cái dòng máy lọc nước mà được nhập khẩu từ những nước phát triển, ví dụ nhập khẩu từ Hàn Quốc chẳng hạn, là những dòng máy mà có cái sự an toàn về nguồn gốc xuất xứ. Và khi các anh chị lựa chọn một máy lọc nước thì các anh chị cần phải biết rõ được là máy lọc đó có nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Còn nếu như anh chị mua một máy lọc nước mà lại không biết là nguồn gốc xuất xứ ở đâu, có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ hay không ấy, thì đấy là một cái rủi ro và nó sẽ làm cho cái máy lọc nước của anh chị nó không thực sự là an toàn. Còn với một máy lọc nước chất lượng cao thì đòi hỏi cần phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy tờ rõ ràng. Đấy. Và những máy lọc nước mà nhập khẩu từ Hàn Quốc chẳng hạn, đấy, thì các anh chị cần phải gì ạ? Phải biết được là máy lọc nước đó có giấy tờ nhập khẩu hay không anh chị nhá. Yếu tố thứ hai đó chính là gì ạ? Là sự an toàn về vấn đề vật liệu. Thì một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao thì cần phải đảm bảo sử dụng các vật liệu an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như cái hệ thống nhựa ở các bộ phận lõi lọc, những bộ phận tiếp xúc với nước ấy, thì phải là nhựa nguyên sinh, không có nguy cơ thôi hạt vi nhựa ra nguồn nước. Đấy. Rồi inox, các cái bộ phận mà inox ví dụ như bầu chứa này thì sử dụng là inox 304, bởi vì đây là loại inox mà trong quá trình tiếp xúc với nước sẽ không bị thôi ra cái kim loại nặng. Thế còn đối với những máy lọc nước mà gì ạ, giá rẻ không đảm bảo chất lượng ấy, thì thường ấy là sẽ sử dụng các cái loại vật liệu ví dụ nhựa tái sinh này. Đấy, hoặc là inox 201 hoặc là thép mạ chrome. Thì những cái loại vật liệu như nhựa tái sinh thì trong quá trình tiếp xúc lâu với nước sẽ có nguy cơ thôi cái hạt vi nhựa ra nguồn nước. Hoặc là những loại inox 201 thép mạ chrome thì trong một quá trình sử dụng nó sẽ bị oxy hóa và bị thôi các cái kim loại nặng ra nguồn nước và làm cho nguồn nước bị nguy cơ là bị ô nhiễm thứ phát. Yếu tố thứ ba đó là an toàn về phần điện. Đấy. Một máy lọc nước đó, chất lượng cao thì đương nhiên rồi, bộ phận điện nó phải là an toàn, đúng không? Không bị cái hiện tượng dò điện, dò dỉ điện gây mất an toàn cho người sử dụng. Đấy, thì hiện nay các máy lọc nước mà chất lượng cao ấy, đặc biệt là những dòng máy mà nhập khẩu từ Hàn Quốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ấy, thì đảm bảo được cho các anh chị về cái tính an toàn về phần điện. Còn những máy lọc nước mà tích hợp công nghệ nóng lạnh mà giá rẻ, đúng không ạ, sử dụng những bộ phận điện nó không an toàn trong quá trình sử dụng ấy, có thể gây mất an toàn cho người sử dụng. Thì đấy là yếu tố thứ ba trong an toàn. Yếu tố an toàn thứ tư đó chính là an toàn về vấn đề vi sinh. Tức là một máy lọc nước cần phải đảm bảo là an toàn về vấn đề vi khuẩn vi sinh. Thì để đảm bảo cái yếu tố về an toàn vi khuẩn vi sinh ấy, thì máy lọc nước cần phải được trang bị cái công nghệ diệt khuẩn sau màng đáng tin cậy. Đấy. Thì hiện nay thì trên thị trường thì đang sử dụng phổ biến cái dòng máy thông thường ấy, máy lọc nước thông thường ấy, thì thường hay sử dụng các cái công nghệ sử dụng đèn UV này hoặc công nghệ nano bạc ấy. Thì hai công nghệ này là hai công nghệ diệt khuẩn phổ biến, nhưng tuy nhiên có nhược điểm với công nghệ đèn UV ấy, là công nghệ mà sử dụng dạng bóng đèn sợi đốt ấy, sử dụng điện, thì tuổi thọ của đèn UV tương đối thấp, chỉ khoảng tầm 6 đến 12 tháng là khả năng diệt khuẩn nó không còn nữa. Đấy, và những cái bào tử khuẩn kỵ khí thì đèn UV cũng không diệt được. Đấy. Hoặc công nghệ nano bạc cũng là một cái công nghệ rất là phổ biến trong các máy lọc nước. Thì công nghệ này là công nghệ mà tuổi thọ khá là thấp, chỉ khoảng 3 đến 6 tháng là không còn khả năng diệt khuẩn nữa. Và thực tế thì nano bạc cũng chưa được coi là một công nghệ diệt khuẩn đáng tin cậy trong các máy lọc nước. Đó. Thì như vậy các anh chị thấy rằng là nếu như máy lọc nước nhà mình mà đang sử dụng cái công nghệ như đèn UV hoặc nano bạc ấy, thì đây là những công nghệ thông thường và nhược điểm chung là tuổi thọ khá là thấp. Đấy, và còn đối với hiện nay trên thị trường đang có một cái công nghệ đó là công nghệ diệt khuẩn lượng tử. Đây là cái công nghệ diệt khuẩn mà đang được coi là tiên tiến nhất trên thế giới bây giờ. Có khả năng diệt tới 99,99% vi khuẩn chỉ trong 1/10 giây tiếp xúc. Và đặc biệt là gì ạ?
cái công nghệ này không sử dụng điện, nên kể cả khi mất điện thì máy lọc nước nhà anh chị vẫn hoàn toàn an toàn về vấn đề vi khuẩn. Còn ví dụ sử dụng đèn UV chẳng hạn, thì khi mất điện là sẽ không có tác dụng về diệt khuẩn. Đấy. Và đặc biệt là công nghệ diệt khuẩn lượng tử có một tuổi thọ rất là cao, lên tới 5 năm sử dụng. Đấy. Khoảng 5 năm sử dụng tương ứng với khoảng 19.000 lít nước. Thì đây là một cái tuổi thọ vượt trội hiện nay trên thị trường. Nên là nếu mà máy lọc nước chất lượng cao mà được tích hợp công nghệ diệt khuẩn lượng tử thì đây nó chính là cái công nghệ tối ưu để đảm bảo sự an toàn về vấn đề về vi sinh. Đó. Thì như vậy là các anh chị thấy không? Để đảm bảo cái yếu tố an toàn thì chúng ta cần phải có an toàn về nguồn gốc xuất xứ, đúng không? An toàn về vấn đề vật liệu, an toàn về bộ phận điện và an toàn về vấn đề về vi sinh. Thì đây là yếu tố đầu tiên, đó chính là yếu tố về sự an toàn. Tiêu chí thứ hai của một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao đó chính là cái khả năng tạo được cái nguồn nước tốt cho sức khỏe. Thì hiện nay cái công nghệ aero là công nghệ rất là phổ biến. Thì công nghệ aero là công nghệ mà giúp tạo ra nguồn nước tinh khiết có thể uống trực tiếp được. Tuy nhiên thì các máy lọc nước theo công nghệ aero thông thường ấy, thì có hai nhược điểm. Một là làm loại bỏ hết các cái vi khoáng cần thiết cho cơ thể. Và thứ hai là làm giảm độ pH của nguồn nước, tức là nước sau màng aero sẽ là cái nguồn nước mà mang tính acid các anh chị nhé. Mà nước mang tính acid thì nó chưa thực sự tốt cho sức khỏe. Và vì vậy một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao ấy, thì cần phải đảm bảo một yếu tố là có khả năng tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe. Tức là nguồn nước mà có gì ạ? Có kiềm này, có khoáng chất này và có chất chống oxy hóa là hydrogen. Và để đảm bảo cho máy lọc nước nhà anh chị có nguồn nước tốt thì máy lọc nước cần phải được tích hợp các cái công nghệ tạo kiềm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chất lượng đảm bảo cho người sử dụng, đúng không? Thì những lõi lọc mà những cái lõi chức năng tạo kiềm ấy, hiện nay để đảm bảo cho các anh chị cái khả năng tạo kiềm tốt thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không? Những cái đặc biệt là những cái sản phẩm mà được nhập khẩu từ Hàn Quốc, đấy, có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được tạo nên từ những cái vật liệu an toàn, ví dụ như từ san hô biển sâu chẳng hạn, thì đấy là những vật liệu mà sẽ giúp cho các anh chị có được nguồn nước kiềm an toàn, tự nhiên, tốt cho sức khỏe anh chị nhé. Còn thực tế thì có rất nhiều công nghệ tạo kiềm giá rẻ nhưng mà sử dụng các cái loại hóa chất để tạo kiềm, thì khi mà thử các anh chị thử thì vẫn lên kiềm ấy, nhưng mà thực tế thì những cái công nghệ tạo kiềm bằng hóa chất hoặc là những vật liệu giá rẻ thì nó sẽ không mang lại sự an toàn cho sức khỏe của các anh chị đâu ạ. Nên là cái yếu tố này là yếu tố rất là quan trọng. Đấy, các anh chị nhé, rất là quan trọng và các anh chị cần phải lưu ý khi chúng ta lựa chọn, chúng ta xem cái sản phẩm chúng ta lựa chọn, cái công nghệ tạo kiềm nó như thế nào, đúng không ạ? Nó có đảm bảo cái sự an toàn hay không, đúng không ạ? Thì đó chính là yếu tố thứ hai. Tiêu chí thứ ba của một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao đó là khả năng làm lạnh hoặc làm nóng phải tốt. Ví dụ làm lạnh thì là cần làm lạnh sâu từ 4 đến 8 độ C, làm nóng nhanh là 80 đến 90 độ C. Thì để mà đảm bảo cho máy lọc nước có khả năng làm lạnh hoặc làm nóng tốt như vậy thì thường là các máy lọc nước chất lượng cao cần phải sử dụng các cái block của những hãng nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là block của LG Hàn Quốc. Đấy. Thế còn nếu như mà các máy lọc nước thông thường, nóng lạnh thông thường ấy hoặc là giá rẻ thì thường là sử dụng các công nghệ làm lạnh bằng chip, hoặc là bằng các cái block giá rẻ. Thì cái nhược điểm của làm lạnh bằng chip hoặc các block giá rẻ là cái khả năng làm lạnh không làm lạnh sâu anh chị nhé. Chỉ thường là làm lạnh chỉ được đến khoảng 10 đến 15 độ C thôi. Hoặc là làm nóng thì là gì ạ? Là làm nóng nó không được nóng nhanh. Đấy, so với việc mà sử dụng các cái block như block của LG. Đấy, thì khi các anh chị tìm hiểu thì anh chị cần phải biết được là cái máy lọc nước này đang được sử dụng cái công nghệ làm lạnh làm nóng như thế nào để mình nhận biết được là cái công nghệ đấy nó có đảm bảo cho các anh chị có được cái nguồn nước nóng và nước lạnh tối ưu hay không anh chị nhá. Tiêu chí thứ tư đó là một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao thì cần phải được hoạt động bền bỉ. Bền bỉ ở đây nghĩa là gì ạ? Là máy lọc nước nó phải cái tuổi thọ phải được dài, ít bị hỏng vặt. Thông thường thì khi mà một cái máy lọc nước khi chúng ta sử dụng thời gian đầu ấy thì có thể các máy lọc nước giống nhau, thời gian đầu hoạt động rất là tốt, nhưng mà sau đó một thời gian sử dụng, đúng không ạ? Đấy, trong một thời gian khoảng là một vài tháng hoặc là một vài năm thì bắt đầu là gì ạ? Chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt. Thì một máy lọc nước chất lượng cao ấy, thì cần phải đảm bảo rằng là hoạt động bền bỉ. Đấy,
đặc biệt là những bộ phận, ví dụ như bộ phận điện gồm bơm này, đúng không? Bơm này hoặc là các cái bộ phận block, nó phải bền bỉ với thời gian, hoạt động hiệu quả, bền bỉ, không hay bị hỏng vặt. Thì để mà đảm bảo được yếu tố bền bỉ thì các cái bộ phận điện như bơm là phải là bơm từ những cái nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Rồi block cũng vậy thôi, block như block của LG chẳng hạn là một block cực kỳ bền bỉ. Và trong quá trình mình sử dụng ấy, thì mình yên tâm là nó sẽ không bị những cái hiện tượng là hay hỏng vặt hay phải sửa chữa thay thế. Thế còn đối với những máy lọc nước mà thông thường ấy, lọc nước nóng lạnh thông thường ấy, mà sử dụng những cái hệ thống điện giá rẻ đấy, hoặc là những cái block của Trung Quốc hoặc là sử dụng chip ấy, thì thường là các cái bộ phận điện đó sau một thời gian sử dụng nó sẽ rất hay bị hỏng vặt, hay bị lỗi, thì các anh chị cần bị lại bị mất chi phí để các chị thay thế, sửa chữa. Và như vậy nó sẽ gây tốn kém, lãng phí cho người sử dụng đó. Nên là cái tiêu chí về sự bền bỉ nó rất là quan trọng trong một máy lọc nước chất lượng cao. Nên khi anh chị lựa chọn tìm hiểu thì anh chị cần phải biết rõ được là cái bộ phận điện đó đang sử dụng là những bộ phận nào, bộ phận điện như thế nào, có đảm bảo được yếu tố là sự bền bỉ theo thời gian. Đấy, mình có thể sử dụng đến 10 năm để hoạt động tốt anh chị nhé. Tiêu chí thứ 5 là tiêu chí cuối cùng, đó là một máy lọc nước đóng lạnh chất lượng cao thì cần phải tiết kiệm điện. Bởi vì các anh chị biết rồi, một máy lọc nước, đặc biệt là máy lọc nước mà tích hợp công nghệ làm nóng đóng lạnh ấy, thì cần phải có sự tiết kiệm điện, tối ưu chi phí cho người sử dụng. Thì để mà một máy lọc nước mà đảm bảo được yếu tố tiết kiệm điện ấy, thì một là cái bộ phận điện là phải là những cái bộ phận điện mà hoạt động tiết kiệm điện. Ví dụ như block của LG chẳng hạn, đấy, block LG là một cái loại block của Hàn Quốc mà hoạt động rất là êm ái, bền bỉ và rất tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng. Đấy. Hoặc là bơm hệ thống bơm, ví dụ như cái bơm của thương hiệu bơm Watech cũng vậy, đấy là cũng là bơm của nhập khẩu từ Hàn Quốc, hoạt động vừa êm ái vừa bền bỉ mà lại còn tiết kiệm điện đấy, trong quá trình cho người sử dụng, đúng không ạ? Đấy. Và ngoài ra thì còn một cái, ngoài cái bộ phận điện thì cần phải hoạt động bền bỉ và có cái sự tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng, thì một máy lọc nước chất lượng cao cần phải được tích hợp những công nghệ tiết kiệm điện. Trời tối máy lọc nước sẽ dừng hoạt động đấy, ở trạng thái ngủ, và như vậy là ban đêm máy lọc nước nhà anh chị không hoạt động, nên cũng sẽ tiết kiệm điện cho các anh chị nhé. Thế còn đối với những máy lọc nước mà thông thường là chất lượng giá rẻ chẳng hạn, thì những cái bộ phận block đấy, bộ phận chip này hay là bộ phận bơm đấy, thường là hoạt động tốn điện, rất là tốn điện, đặc biệt là làm lạnh bằng chip cực kỳ là tốn điện cho người sử dụng. Đấy. Và thường là những máy lọc nước mà thông thường giá rẻ thì không được tích hợp những công nghệ tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng, và vì vậy nếu chúng ta sử dụng những cái máy lọc nước như vậy ấy, thì cái lượng chi phí điện năng hàng tháng anh chị cần phải chi ra nó sẽ rất là lớn. Đấy. Và gây lãng phí cho người sử dụng anh chị nhé. Hiện nay, nếu như các anh chị đang tìm hiểu về một máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao thì anh chị có thể tìm hiểu cái dòng sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh mang thiệu Watech đang được phân phối bởi Thế Giới Lọc Nước. Đây là các cái sản phẩm mà được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo cho các anh chị có một cái máy lọc nước là gì? Đảm bảo được sự an toàn. Đấy, an toàn nhờ được tích hợp các cái công nghệ hiện đại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vật liệu thì được an toàn, đúng không ạ? Bộ phận điện rất là êm ái, bền bỉ và rất an toàn cho người sử dụng, và được tích hợp công nghệ diệt khuẩn lượng tử là công nghệ hàng đầu trên thế giới. Đấy. Được tích hợp các công nghệ mà tạo kiềm từ san hô biển sâu, an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Đặc biệt là các bộ phận điện như là bộ phận bơm Watech từ Hàn Quốc hay block của LG. Đấy. Là những cái bộ phận block mà có khả năng làm lạnh sâu, đúng không? Rồi khả năng mà làm nóng rất là nhanh và rất tiết kiệm điện, các chị nhé, cực kỳ là tiết kiệm điện. Và đặc biệt là trong các máy lọc nước nóng lạnh Watech thì được tích hợp công nghệ Eco Watech, là công nghệ mà có khả năng tiết kiệm điện nhờ khả năng là buổi trời ban đêm máy sẽ ở trạng thái ngủ, dừng hoạt động, tiết kiệm cho anh chị tối thiểu là 30% điện năng. Đấy, thì các anh chị có thể tìm hiểu một dòng máy lọc nước nóng lạnh chất lượng cao mang thiệu Watech từ Thế Giới Lọc Nước, anh chị nhé. Trong video vừa rồi thì em Hùng đã chia sẻ với các anh chị về những cái dấu hiệu, những cái tiêu chí để các chị có thể nhận biết
và lựa chọn ra một máy lọc nước đóng lạnh chất lượng cao. Và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho các anh chị có thêm được những cái kiến thức để các anh chị có thể lựa chọn ra các dòng máy lọc nước chất lượng cao phù hợp và đáp ứng được cái nhu cầu của các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.